cứ 50 triệu và đặt đến tận có những thời điểm họ đặt lấy nửa số sản phẩm của cái sàn đó hoặc là của cái doanh nghiệp đó đang chào bán, và họ đặt cọc nhưng không chắc là sẽ đóng cọc, và họ tìm cách làm như vậy để bán lại cho những người đến sau với mức giá chênh lệch. Đó là khởi thủy của việc gọi là động lực thổi giá, đẩy giá hoặc là kê giá. Anh chị và các bạn thân mến, có một vài vấn đề mà chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa giá cả và vốn hóa thị trường. Đặc biệt, cái nhầm lẫn này rất là tai hại trong thị trường bất động sản, và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Thắng sẽ làm rõ với anh chị và các bạn về hai cái nhầm lẫn cơ bản mà chúng ta hay gặp phải, đó chính là giá và vốn hóa của thị trường. Nếu như giả định như là những miếng đất ở phía sau anh chị và các bạn hiện nay với cái mức giá là 70 triệu trên 1 mét vuông, 70 triệu cho 1 mét vuông, với cái diện tích là 520 thì chúng ta phải cần tới khoảng tầm 7 tỷ đồng để sở hữu một miếng đất ở khu vực này. Còn nếu như mà chúng ta sở hữu một miếng đất 140 mét vuông thì chúng ta cần phải bỏ ra đâu đó khoảng tầm 9 tỷ tới 9 tỷ mốt để có thể sở hữu một miếng đất nền bán biệt thự, tức là 140 mét vuông, diện tích là 7 x 20. Vậy thì cái vấn đề là với thị trường trong một cái giai đoạn trước đó có thể nó sẽ có cái giá từ 15 đến 25 triệu một mét vuông. Thì chúng ta sẽ biết được rằng là giá trị của một miếng đất là 1 tỷ rưỡi hoặc là 2 tỷ đồng cho một miếng đất tương tự 5 x 20. Hoặc là 140 mét vuông thì nó sẽ có giá trị đâu đó khoảng tầm 2 tỷ tới 2 tỷ rưỡi cho một miếng 140 mét vuông. Và với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị và các bạn trong ít ngày gần đây, chúng ta biết được rằng giá bất động sản trong thời gian gần đây đã tăng rất là nhiều. Nếu không muốn nói là rất nhiều. Có những nơi, có những chỗ đã tăng từ mức giá khoảng tầm là 15 triệu đồng mà ngày hôm nay nó đã có giá đâu đó khoảng tầm 70, thậm chí thời điểm đỉnh điểm là 80 triệu đồng trên 1 mét vuông. Nhưng có một cái điều là chúng ta, nếu như trong một cái giả định như vậy, chúng ta sẽ nhân với toàn bộ số căn hoặc là số thửa đất ở một cái khu vực nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái vốn hóa thị trường, hay muốn nói là vốn hóa của cái dự án đó, của cái khu vực đó, nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và cái vốn hóa này thì nó tác động gì tới cái khu vực đó, và nó tác động gì đến cái chủ đầu tư của cái khu vực đó. Thì ví dụ như cả một cái khu lớn như thế này, chúng ta tạm tính là có 1.000 căn hộ. Với mức giá là 15 triệu đồng trên 1 mét vuông thì trung bình là 1 tỷ rưỡi cho 1 miếng. Và nếu nhân với 1.000 thì chúng ta đâu đó có khoảng là 1.500 tỷ đồng vốn hóa của một khu như thế này. Thì với 1.500 tỷ đồng vốn hóa của một khu cũng đồng nghĩa với câu chuyện đó là doanh thu của một dự án, của một doanh nghiệp thu về là 1.500 tỷ đồng. Nhưng nếu như bây giờ nó không còn là 1 tỷ rưỡi một căn nữa, một miếng đất nữa, mà nó là 7 tỷ cho một miếng đất, thì chúng ta sẽ nhân lên, nó sẽ thành là 7.000 tỷ cho một dự án với 1.000 căn hộ hay là 1.000 miếng đất. Anh chị và bạn bắt đầu mừng tượng tới câu chuyện nó có sự khác biệt. Và cái vốn hóa đó nếu nhân lên toàn cả một cái khu phố, hay là cả một quận, hay là cả một thành phố, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Anh chị và các bạn cứ tưởng tượng là 1.500 tỷ thành 7.000 tỷ thì nó đã có cái sự thay đổi đáng kể là 5.500 tỷ rồi. Đó chỉ là mới 1.000 căn hộ, tức là 1.000 hộ trong một cái khu vực cụ thể. Vậy thì anh chị và các bạn cứ tưởng tượng xem, nếu như đó là 10.000 căn hộ hoặc là 100.000 căn hộ hay là 1 triệu hộ trong một cái khu vực nào đó. Hiện nay dân số của thành phố Hồ Chí Minh nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 7 triệu dân. 7 tới 10 triệu dân, tôi không có số liệu cụ thể. Tôi lấy ví dụ là 7 triệu dân thì chia cho trung bình là
đâu đó khoảng tầm 4 người cho một hộ, cho một gia đình, thì chúng ta có khoảng tầm khoảng là 1,5 triệu hộ, hoặc là gần 2 triệu hộ gì đấy. Ta sẽ có số liệu cụ thể nếu anh chị bạn có thể sợt mạng. Vậy thì nếu như cái vốn hóa thị trường, nếu tính trung bình trên toàn thị trường nó tăng từ 7 tới 10 lần, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là toàn bộ thị trường nó sẽ tăng với một cái giá trị cực kỳ lớn, hay không muốn nói là siêu lớn anh chị bạn, siêu lớn. Vậy thì siêu lớn như vậy, vốn hóa thị trường tăng khủng khiếp như vậy, thì anh chị và các bạn có thể tưởng tượng được rằng là khó có thể có luồng vốn nào có thể hấp thụ hết toàn bộ cái giá trị lớn như vậy. Vậy tại sao bất động sản vẫn tăng? Tiền ở đâu để cho bất động sản vẫn tăng và tăng nhiều là đằng khác? Thì có một nghịch lý ở trên cả thị trường chứng khoán và cả thị trường bất động sản nó đều thường diễn ra. Đó là, tôi lấy ví dụ cả một cái khu này có 1.000 căn, nhưng thực tế thì nó chỉ có khoảng tầm từ 3 tới 20 căn là chào bán thôi, chứ không phải là cả 1.000 căn bán. Nếu như cả 1.000 căn đồng loạt ai cũng chào bán thì tôi chắc chắn rằng là chả có ai mua. Và nếu anh chị và các bạn suy ra từ việc như vậy, thì cho toàn bộ cái thành phố này gần 2 triệu hộ, ví dụ thế, thì nó luôn luôn nó nằm ở chỉ một cái khoảng rất là nhỏ những căn là đăng ký bán hoặc là chào bán. Do đó thì cái lượng mà mua bán giao dịch thực tế đang có nhu cầu buôn bán nó nhỏ hơn rất nhiều so với lại là tổng thể. Nó chỉ nằm ở đâu đó khoảng tầm 0,2%, và một số khu vực nó nằm cao thì cũng khoảng 2% thôi. Và với một số lượng nhỏ như vậy thì nếu như cần thiết thì các đội nhóm kéo giá đầu cơ họ hoàn toàn có đủ khả năng để có thể chuyển hóa cái giá của một cái khu vực nào đó thay đổi theo cái ý của họ mong muốn. Tôi lấy ví dụ, ở đây 1.000 căn nhưng mà nó có khoảng tầm maximum là trong một khoảng thời điểm nó chỉ khoảng 20 căn là đang muốn nhu cầu bán thôi. Tôi lấy ví dụ như là một vài miếng đất ở phía sau này đang có nhu cầu bán. Ở cả khu này thì chắc tìm đâu đó khoảng tầm 5-7 miếng đất đang có nhu cầu thực sự chào bán. Đúng không ạ? 5-7 miếng đất đối với một cái nhóm đầu tư nó có trong tay khoảng tầm 500 tỷ đồng và nó muốn làm một cái điều gì đó, một cái dự án gì đó ở gần khu vực này, thì dễ thôi anh chị và các bạn, sẵn sàng bỏ ra 7 tỷ tới 10 tỷ để có thể gọi là sang tay nhau. Họ mua, sau đó họ lại tiếp tục mua. Nhưng có một cái nghịch lý ở thị trường, đó là tôi lấy ví dụ như căn hộ phía sau, nhà phía sau chẳng hạn. Họ nghe thấy rằng là miếng đất nhà hàng xóm bên cạnh của họ được chào bán, trước đây nó chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi, nhưng bây giờ được chào bán 3 tỷ, mua bán 3 tỷ. Còn ai mua bán và ai đứng ra mua bán, cái việc đó họ không cần biết. Và họ cũng không thể biết được, nhưng họ biết được rằng là giá mua bán ở đó là khoảng 3 tỷ đồng. Vậy thì mặc nhiên giá của nhà họ cũng sẽ là 3 tỷ đồng. Thậm chí qua lời của họ thì giá của nhà họ sẽ thành 3 tỷ 2 hoặc 3 tỷ rưỡi. Và cứ theo đà như vậy thì các cái miếng đất hay là các cái nhà mà đang có nhu cầu bán cứ set up một cái giá mới thì cả khu sẽ có một giá mới. Có một giá mới. Anh chị và các bạn thấy, thực sự là nếu cả khu bán thì chắc chắn sẽ không có cái giá mới như vậy. Nhưng chỉ vài căn trong khu bán thì rõ ràng nó sẽ có một cái giá mới cho cả khu. Và như vậy là chúng ta thấy là vốn hóa sẽ tăng lên rất nhiều, theo cái việc đó là bản thân không phải là kinh tế thị trường theo kiểu là giá cả thị trường, mà nó chỉ là giá cả cục bộ của một hoặc hai miếng đất nó tạo thành giá cả của một khu đất. Và cả một quận nó cũng vậy, một huyện nó cũng vậy, và một thành phố cũng vậy luôn. Cái này tại sao Thắng lại nói như vậy? Là bởi vì cái trò này ở trên thị trường chứng khoán thì quá dễ dàng. Là bởi vì tôi lấy ví dụ như Ngân hàng Vietcombank hiện nay đang niêm yết trên sàn với cái khối lượng cổ phiếu khoảng tầm 1,5 tỷ cổ phiếu. Nó chỉ căn cứ vào cái giao dịch của một cái lượng free lot, tức là khoảng 2-3% đang giao dịch trên thị trường. Và thực tế thì 2-3% đó nó có khoảng đâu đó từ 1,5-1,8% là gì ạ? Là của những nhà đầu tư lớn ngoài cái sở hữu của ngân hàng nhà nước. Còn lại thì đâu đó nó nằm ở khoảng tầm từ 0,2-0,8% hoặc thậm chí là 1% của những cái giao dịch hàng ngày. Nhưng cái giá giao dịch hàng ngày đó, giá giao dịch hàng ngày đó lại xác lập cái giá của toàn bộ cái khối lượng mà nó có trên thị trường. Đúng không anh chị các bạn? Sorry anh chị các bạn là ở đây họ đang xây nhà nên là nó có một cái tiếng ồn nữa. Anh chị các bạn thông cảm một chút ha. Thắng trao đổi sơ bộ như vậy để anh chị và các bạn thấy được rằng đó là một trong những cái nghịch lý khá là phổ biến và làm cho thị trường của chúng ta tăng giảm
rất là bất thường. Vậy thì ở trên thế giới thì họ làm như thế nào? Ở trên thế giới họ làm thế nào để có thể xác lập được cái việc là giá bán của thị trường bất động sản? Thì theo tìm hiểu của Thắng thì Thắng biết được rằng là ở nhiều quốc gia hiện đại trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và một số nước gọi là tiên tiến, thì họ rất là công khai cái số liệu. Ở một số nước tiên tiến thì mọi các cái vấn đề giao dịch bất động sản nó đều phải qua sàn giao dịch và có một cái sự thống kê cụ thể cái việc là người muốn mua bán bất động sản có thực sự có tiền hay không. Cũng như là tại sàn giao dịch thì người mua bất động sản sẽ biết được hầu hết tất cả các loại lịch sử giao dịch cũng như là giá cả của bất động sản trước đó, biết được rằng là dự án hay là một cái căn hộ nào đó có lịch sử hình thành và phát triển như thế nào, nó đã trải qua bao nhiêu đời chủ và các cái lịch sử gọi là những cái report, các cái thông số dữ liệu liên quan tới gọi là những khu vực xung quanh từ đường trường trạm và bất kỳ một cái vấn đề gì đó đã diễn ra với cái bất động sản đó đều được ghi chép lại trong cái hệ thống gọi là hệ thống thông tin bất động sản của các sàn giao dịch. Và đặc biệt khi qua các cái sàn giao dịch như vậy thì họ sẽ tìm kiếm xem là cái nguồn tiền của anh chị và các bạn đem để mua bán là lấy từ đâu và thực sự anh chị và các bạn có tiền thực sự hay không, hay chỉ là người trung gian đi tìm kiếm và tìm cách thổi giá bất động sản. Bởi vì họ bắt anh chị và các bạn phải chứng minh được là mình có tiền thực sự để có nhu cầu mua thực sự, chứ không phải là câu chuyện là không có tiền sau đấy cứ đi hỏi giá rồi chơi một cái giải pháp tức là gọi là tìm cách để trục lợi thổi giá bất động sản thì họ mới cho anh chị và các bạn đi xem. Nghịch lý ở Việt Nam rằng là có những người không có tiền, thậm chí là có rất ít tiền, vẫn sẵn sàng liều mạng để có thể đặt cọc mua bán bất động sản, hoặc là một tay có thể mua một lúc nhiều sản phẩm và sau đó tìm cách để thổi giá hoặc đẩy giá, bán lại các cái sản phẩm của mình, mua bán và thổi giá đó. Trong một số câu chuyện của thâm cung bí sử của một vài nhân vật đang nổi tiếng và đình đám trong lĩnh vực bất động sản thời gian gần đây, tôi biết được rằng thời kỳ mà đình đám nhất đó là thời kỳ khi cái người này làm ở một cái công ty phát triển dự án không tiện nói tên. Nhưng mà mỗi một dự án của những cái người như vậy thường là họ sẽ gọi là đặt cọc cứ 50 triệu và đặt đến tận có những thời điểm họ đặt lấy nửa số sản phẩm của cái sàn đó hoặc là của cái doanh nghiệp đó đang chào bán. Và họ đặt cọc nhưng không chắc là sẽ đóng cọc, và họ tìm cách làm như vậy để bán lại cho những người đến sau với mức giá chênh lệch. Đó là khởi thủy của việc gọi là động lực thổi giá, đẩy giá hoặc là kê giá để ăn chênh lệch. Cái đơn vị là gọi là hưởng được lợi ích nhiều nhất đó chính là những cái thành phần như vậy. Và cứ qua tay, mỗi lần qua tay như vậy thì họ cũng được hưởng lợi khá là nhiều. Và sau này các cái chủ dự án nếu phát triển mà muốn bán thực trực tiếp cho người có nhu cầu ở, họ đã xét cái giá cao hẳn lên và họ hưởng hết lợi ích, không để lại cho các cái đơn vị trung gian nữa. Tôi lấy ví dụ như cái dự án hiện nay, vị trí tôi đang đứng đây là dự án Gia Hòa. Các căn hộ chung cư của Gia Hòa hiện nay được bán ở cái mức giá đâu đó khoảng tầm từ 2 tỷ rưỡi tới 3 tỷ đồng cho một căn hộ từ 60 đến 70 mét vuông. Nhưng khi mà chủ dự án bán cũng là lúc căn hộ đã cất nóc và bắt đầu trang trí phần bên ngoài của tòa nhà. Họ không bán khi mà bắt đầu đổ móng như các dự án khác. Họ bán khi mà căn hộ đã hoàn thiện tới gọi là chỉ cách khoảng tầm một khoảng thời gian rất là ngắn, 1 đến 6 tháng, 3 đến 6 tháng là có thể bàn giao được nhà. Thì họ bán là bán cho người có nhu cầu thực. Và ngày hôm nay anh chị và các bạn đến cái khu vực này xem số căn ở cái khu Gia Hòa căn hộ, có một cái khu căn hộ khoảng 2.000 căn gần đây thôi, gần cái vị trí tao đang đứng đây thôi. Thì gần như là full 98% người ở ngay sau khi bàn giao nhà. Chủ đầu tư sẽ bán với mức giá cao hơn so với thị trường, nhưng họ sẵn lòng gọi là
gọi là quản lý và vận hành cái dự án đấy tốt nhất có thể để tránh trường hợp đầu cơ và không muốn bán cho những đơn vị trung gian đầu cơ tích trữ. Nó gọi là nhà đầu tư thứ cấp. Họ chỉ muốn bán cho những người trực tiếp muốn ở. Nhưng nghịch lý của thị trường bất động sản, đó là nghịch lý số 2. Đó là rất nhiều các dự án bất động sản, kể cả căn hộ chung cư lẫn là đất nền nhà phố, đều có một cái tình trạng, đó là có một cái dân gọi là dân đầu cơ bất động sản luôn chạy theo tất cả các dự án. Họ hoàn toàn có thể đóng số tiền gọi là đặt cọc cho dự án, hoặc là đóng các cái giai đoạn theo từng tiến độ, và họ không có nhu cầu nhận dự án này. Chẳng qua họ chỉ theo và thổi giá, kê giá để đẩy thị trường bất động sản lên tận nóc. Đó chính là nguy cơ bất ổn của thị trường, và đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thị trường bất động sản càng ngày nó càng méo mó. Và chúng ta có lẽ là vì một lý do gì đó, chúng ta đang biến các sản phẩm bất động sản thành một cái loại hàng hóa mua đi bán lại thổi giá đầu cơ. Nó không còn là các cái sản phẩm bất động sản theo kiểu đó là nhu cầu để ở, theo kiểu đó là một căn nhà để ở, hay là một miếng đất để có thể cắm dùi. Nó không phải là một cái gọi là cái trụ sở để thuê mướn làm văn phòng, hay một cái kho xưởng để thuê mướn làm nhà xưởng, mà nó thành một cái sản phẩm đầu cơ tích trữ chờ tăng giá. Và đã là một sản phẩm đầu cơ tích trữ chờ tăng giá, không có các cái giải pháp nào để ngăn chặn, hoặc là tìm một cái giải pháp nào đó để giảm thiểu cái gọi là nhà đầu tư thứ cấp, thì nó cũng chẳng khác gì bất kỳ một cái kênh đầu tư gọi là đầu cơ tích trữ thổi giá nào khác. Không cần biết giá trị của miếng đất là gì, không cần biết dòng tiền tương lai thu về là gì, cũng không cần biết là miếng đất đó bao nhiêu lâu sẽ lấp đầy, cũng chẳng cần biết luôn là dự án đó liệu có người ở hay không, hay là sẽ đếm có mọc xanh tùm. Thì các cái nghịch lý đó của thị trường, các cái những cái vấn đề như vậy, nó diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, và nó là đang chính là động lực để thúc đẩy thị trường bất động sản đã méo mó lại ngày càng méo mó hơn. Điều chúng ta nên nhớ là cái nghịch lý số 1 là cái nghịch lý vốn hóa thị trường. Nếu chúng ta giả định là thành phố Hồ Chí Minh với bao nhiêu km vuông đất mà nhân lên trừ đi khoảng tầm 30% cơ sở hạ tầng, thì chắc là còn 70% diện tích đất được bán với cái mức giá trung bình của cả cái thành phố này, nó nằm không dưới 50 triệu đồng trên một mét vuông. Thì chúng ta cứ tưởng tượng đi, giá trị vốn hóa của bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ là bao nhiêu ạ? Ai có thể sử dụng phép tính để nhân và để lại kết quả chính xác ở phía dưới bình luận của video này không ạ? Anh chị thử nhân và thử để lại cái kết quả xem ạ. Chúng ta lấy diện tích của thành phố Hồ Chí Minh trừ đi 30%, thôi tôi trừ hẳn đi 40% diện tích sông ngoài và cơ sở hạ tầng, còn lại 60% là diện tích để phát triển dự án, để có thể xây, để có thể sử dụng để ở, để có thể sử dụng để cho thuê, để làm kho xưởng. Sau đấy anh chị và các bạn thử nhân lên với 50 triệu đồng trên một mét. Anh chị và các bạn tưởng tượng vốn hóa của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ạ? Và anh chị và các bạn cứ thử từ đó mà suy ra xem là nếu như tất cả mọi người đều bán hết bất động sản, ai cũng chào bán, thì ai sẽ đủ sức để mua hết cái bất động sản đó? Và liệu giá có tăng được như vậy không ạ? Chúng ta cần phải có một giải pháp gì đó, học hỏi những cái giải pháp gì đó của cách quản lý thị trường bất động sản ổn định của nước ngoài để áp dụng vào thị trường Việt Nam. Và chúng ta phải có những kênh truyền thông, thông tin như thế này để mọi người dân đều có thể hiểu được bản chất của thị trường. Có một câu nói rất là nổi tiếng của một người làm trong lĩnh vực đa cấp rằng là rủi ro lớn nhất là không làm gì cả. Vậy với những người mà đang nghe video này, đang cùng Thắng, đồng hành với Thắng, cùng với Kinh tế và Cuộc sống, chúng ta không có giải pháp nào để giải quyết triệt để các cái vấn đề gọi là khúc mắc trong nền kinh tế, hay là một vấn đề nào đó, hay một vấn nạn nào đó. Vậy rủi ro lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là chúng ta không lan tỏa. Chúng ta biết hết mọi vấn đề, chúng ta hiểu rõ vấn đề thì chúng ta sẽ không tiếp tay cho những vấn đề đó. Chúng ta sẽ tránh được những cái vấn đề rủi ro đó.
Vì vậy, rủi ro lớn nhất là anh chị và các bạn không làm gì cả, không ấn like cho video này, không chia sẻ video này và lan tỏa tới nhiều người hơn, để kênh của chúng ta, 50 video về bất động sản của chúng ta đến được với nhiều người hơn, nhiều người hiểu vấn đề hơn, nhiều người có thể tiếp cận được thông tin đúng hơn và hiểu được bản chất hơn, thì chúng ta sẽ có một thị trường bất động sản ổn định trong thời gian tới. Tôi hy vọng rằng là tất cả những video, tất cả những vlog, tất cả những chia sẻ của Thắng về những nghịch lý của thị trường, những cách thổi giá thị trường, cách làm cho thị trường méo mó được mọi người lan tỏa, ấn like và chia sẻ nó lên trên các cái cộng đồng, trên các cái kênh gọi là trên tường cá nhân Facebook của anh chị và các bạn, để chúng ta nhiều người, bạn bè anh chị và các bạn cùng nắm hiểu biết hơn và chúng ta lan tỏa thông tin đúng. Chúng ta biết đúng, chúng ta sẽ tránh được và chắc chắn là những cái trò hay là gọi là những cái xấu xa trong thị trường, những cái hỗn loạn của thị trường cũng nhờ đó mà giảm đi hoặc là sẽ tự nó chết đi. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành ra nhiều thời gian để theo dõi rất là nhiều video của kênh Kinh tế và Cuộc sống. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Hãy tiếp tục cùng lan tỏa với Thắng và Kinh tế và Cuộc sống. Cảm ơn anh chị và các bạn.